Em lại quậy đục nước, hết thua đủ với fan lại tung hin phốt Nam Anh. Ngọc Trinh về thăm quê, rớt nước mắt khi nói một điều. Trấn Thành Việt Hương vướng nghi vấn nghỉ chơi. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đăng đàn ẩn ý yêu đương. Trước ly hôn, Mai Ngọc và chồng thiếu gia từng là thanh xuân của nhau. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam. Song Joong Ki chứng minh không hết thời như lời đồn. Xin chào là Hồng Ngọc đây, và ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết có trong giải trí iBiz hôm nay. Nam Em lại quậy đục nước, hết thôi đủ với fan lại tung hin phốt Nam Anh. Không còn ẩn danh như trước, Nam Em của hiện tại tiếp tục lên sóng livestream một cách đều đặn, thậm chí cô nàng còn cùng chồng mình xong kiếm hợp bích trên live. Khi mà một netizen thẳng thắn hỏi: "Ô, sao anh chị không tắt tặng quà đi? Tại vì em thấy chị Nam Em hay mắng những người tặng quà, tặng hoa, tặng tiền mà." Thế rồi Nam Em đã lập tức lên tiếng: "Ủa, vậy em có tặng không? Em tặng thì chị tắt, còn nếu em không có tặng thì đừng đòi hỏi." Bạn trai Nam Em sau đó còn bonus thêm rằng: "Em đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, tại sao họ tặng lại không lên tiếng mà em lại lên tiếng làm gì? Anh phân tích cho em này, tiền trong túi họ, khi họ lên xem, họ tặng, họ cảm giác là bỏ tiền mua vui được." Mà đáp trả của Nam Em cùng bạn trai tất nhiên đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ netizen. Chưa hết đâu nha, Nam Em thậm chí còn gây sốt cõi mạng khi mà tiết lộ ý định bóc phốt chị gái Nam Anh nếu như cô ấy không đi tu. "Nam Anh đang đi tu rồi, nếu mà Nam Anh ngày hôm nay không đi tu thì tôi sẽ khui câu chuyện của Nam Anh ra. Còn Nam Anh đã chịu buông bỏ, đi tu, biết mình sai, sửa sai là tôi ghi nhận, không có khui. Dù chị em làm sai là phải gánh nghiệp, gánh hậu quả, nhưng người ta nói đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Người ta biết người ta sai, người ta sửa cái sai của người ta là người ta làm tốt rồi." Bạn nghĩ sao trên những phát ngôn mới nhất của Nam Em? Ngọc Trinh về thăm quê, rớt nước mắt khi nói một điều. Mới đây, Ngọc Trinh cùng ekip đã có buổi phát quà cho bà con ở quê nhà tỉnh Trà Vinh. Trước rất nhiều bà con hàng xóm, Ngọc Trinh đã rơi nước mắt khi nhắc đến những chuyện đã xảy ra gần đây. "Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, tôi hiểu được sự khó khăn thiếu thốn của bà con. Sau tất cả, Trinh đã đứng ở đây để thực hiện lời hứa của mình với bà con." Theo như iBiz tìm hiểu thì trong khoảng thời gian thử thách, nếu Ngọc Trinh có nhiều tiến bộ thì có thể được rút ngắn thời gian thử thách sau khi đã chấp hành được 1/2 thời gian thử thách. Đồng thời thì cô nàng có thể được tòa án quyết định rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải đảm bảo là thời hạn thực hiện chấp hành thời gian thử thách là 3/4. Bạn nghĩ sao về cuộc sống hậu gặp biến cố của Ngọc Trinh? Hãy chia sẻ quan điểm cảm nhận của mình để iBiz được biết nha. Midu phản ứng thế nào khi netizen gán ghép với Quốc Trường, Harry Lu? Hòa chung không khí của ngày cá tháng 4, Midu đã gây xôn xao trên mạng khi bất ngờ tuyên bố chuyện kết hôn. Thậm chí người đẹp còn tung ảnh cưới và khẳng định đầy chắc nịt: "Học xong rồi, chuẩn bị lấy chồng nha." Ở dưới phần bình luận thì một người chị thân thiết đã đặt ra câu hỏi dành cho nữ diễn viên như sau: "Lấy ai về em, Quốc Trường hay Harry Lu?" Trước thắc mắc này thì Midu thể hiện sự bối rối và mở về câu trả lời như sau: "Chị đoán xem, đoán đúng có thưởng." Chưa hết đầu nha, Midu còn khéo léo giúp bạn bè chuẩn bị trang phục để ăn cưới bản thân. Cô hào hứng cho biết tranh thủ lấy chồng trong lúc chờ trường mở khóa tiến sĩ. MC Trần Anh Huy sau đó đã để lại bình luận lộ rõ sự hiếu kỳ: "Đừng có nói mượn ngày nói dối, nói thiệt nha." Midu vẫn khẳng định chắc nịch: "Chào Huy Nhiên, mình đi lấy chồng đây." Mà nghe từ đây thôi là càng thêm phần khẳng định Midu chỉ đang hưởng ứng ngày cả tháng 4 mà thôi. Trấn Thành Việt Hương vướng nghi vấn nghỉ chơi. Nếu theo dõi showbiz Việt, bạn sẽ biết Việt Hương Trấn Thành từng là cặp chị em thân thiết. Cả hai thường xuyên quay chung show cũng như là có những màn tương tác lầy lội trong hậu trường. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài vừa qua thì dân tình không còn thấy cả hai qua lại với nhau, thậm chí họ cũng chẳng nhắc nhớ gì tới nhau. Từ đây, nhiều người ra lời nghi vấn họ đã nghỉ chơi. Ở diễn biến mới nhất thì Trấn Thành cùng ekip của mình sang Mỹ quảng bá cho bộ phim điện ảnh Mai. Nên dần cũng biết là Việt Hương cũng có lịch trình tại xứ sở Cơ Hoa. Thậm chí thì cả hai còn ở cùng chung một tiểu bang nhưng mà lại chẳng gặp gỡ hay là ủng hộ hoạt động riêng của nhau. Điển hình như là buổi ra mắt phim của Trấn Thành có rất nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như là Thúy Nga này, Hồng Đào, Đức Tiến tham gia nhưng mà lại vắng mặt Việt Hương. Về phía mình thì Việt Hương đã thẳng thắn trả lời khi mà được hỏi như sau: "Trấn Thành đi bên phim, còn tôi đi bên kịch hài, hai cái khác nhau nên không gặp được nhau. Tôi diễn cho Nụ Cười Vàng, hôm nọ thì Lê Dương Bảo Lâm định qua nhà tôi ăn cơm. Bạn ấy có nhắn tin cho tôi là đang ở Mỹ nhưng mà cũng chưa qua được. Chúng tôi cùng ở Cali nhưng mà Cali thì nó rộng lắm, tôi ở quận Cam, còn Lê Dương Bảo Lâm thì ở chỗ khác." Bạn nghĩ sao trước phản hồi này của Việt Hương? Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đăng đàn ẩn ý yêu đương. Cư dân mạng những ngày vừa qua đã không khỏi xôn xao trước việc nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đăng đàn hình ảnh thân mật bên một cô gái trẻ. Không lâu sau đó thì nam nghệ sĩ gạo cội tiết lộ thực chất người này chỉ là bạn của học trò của ông mà thôi. Sẽ chẳng có gì nếu như mà mới đây, sao nam không đăng tải khoảnh khắc nắm tay đầy lãng mạn đính kèm dòng trạng thái: "Khi tay anh, trong tay em, kẻ nào dị nghị sẽ thành người dưng. Mong mớ gì phải quan tâm, miễn sao ta nắm không lầm tay ai. Bàn tay đút túi rất gầy, có đôi ta sẽ trở nên hồng hào. Tội gì không áp vào nhau đến khi sợi tóc bạc màu chẳng buông." Trước chia sẻ này thì nhiều người cho rằng nam nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đang ẩn ý chuyện yêu đương. Từ đây thì đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng tới nam nghệ sĩ nhân dân. Tuy nhiên thực hư sự việc thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi. Trước ly hôn, Mai Ngọc và chồng thiếu gia từng là thanh xuân của nhau. MC biên tập viên Mai Ngọc luôn là cái tên thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Mai Ngọc từng có một chuyện tình đẹp với chàng thiếu gia gốc Hà Thành và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cả hai yêu đương từ những năm tháng tuổi học trò 16-17, rồi sau đó thì về chung một nhà. Tuy nhiên thì vào sáng ngày 1 tháng 4, nữ MC bất ngờ thông báo đã ly hôn với chồng, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Như Mai Ngọc chia sẻ, cô và chồng ly hôn từ năm 2023, bên nhau 17 năm thanh xuân. Việc quyết định đường ăn đi khiến cả hai tiếc nuối. 17 năm thanh xuân với Ngọc, những kỷ niệm đẹp chính là tài sản lớn nhất. Những điều chưa đẹp sẽ là bài học dạy mình cách để trưởng thành hơn. Ngọc cũng gửi lời cảm ơn anh Nam, nhờ thời gian ở cạnh anh đã giúp Ngọc trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập như hôm nay. Dù đôi lúc không tránh khỏi cảm giác cô đơn, tủi thân, nhưng bù lại ở hiện tại, Ngọc thấy vui khi nhìn lại những gì mình có đều do bản thân không ngừng nỗ lực và chăm chỉ từng ngày. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của Mai Ngọc? Nhạc sĩ Tô Hiếu làm rõ ồn ào đấu tố ăn chặn cát-xê nghệ sĩ Thương Tín. Thưa quý vị, nam nhạc sĩ Tô Hiếu mới đây đã đăng tải đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh và nghệ sĩ Thương Tín. Trong cuộc trò chuyện, Thương Tín phủ nhận nhạc sĩ Tô Hiếu ăn chặn tiền của mình như những thông tin trước đó truyền thông đăng tải. Mỗi người có tài khoản riêng, lấy tiền đâu có đơn giản, tiền của ai thì người đấy giữ chứ. Thương Tín cũng khẳng định thay tài khoản đứng tên anh nhưng mà do anh đi rút tiền nhập sai mật khẩu nên là bị nốt thẻ. Khi Tô Hiếu chất vấn tại sao Thương Tín nói anh giữ tiền rồi lấy tiền đó tiêu xài, nam nghệ sĩ giải thích do người đăng clip tự nghĩ ra và đặt tiêu đề. Họ bè lái câu chuyện cũng giống như việc tôi sống ở nhà xưởng thì cho rằng nơi đó giống như gầm cầu, làm sao ở được. Họ chê nơi ở bừa bộn, tôi bệnh rồi sao dọn dẹp được. Tôi không hiểu nên bị cuốn theo chứ tôi không cố tình. Ai giúp tôi để mang ơn. Đang ở đây với Tô Hiếu, sao tôi đi nói xấu Tô Hiếu được. Tất cả chỉ là hiểu lầm, tính tôi không phải như vậy. Bạn nghĩ sao trước ồn ào liên quan nghệ sĩ Thương Tín? Huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam. Sau sự thất bại của huấn luyện viên Chelsea, cùng việc ông phải kết thúc hợp đồng ngay trong đêm, nhiều diễn đàn bóng đá đã bàn luận rôm rả về vị huấn luyện viên tiếp theo sẽ đồng hành cùng tuyển Việt Nam. Ở diễn biến mới nhất thì nhiều diễn đàn đồng loạt đăng tải tin là huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận lời VFF dẫn dắt tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo nhận lời VFF dẫn dắt tuyển Việt Nam là sai sự thật. Nhiều trang mạng đăng tin giả về sự việc là do hôm nay là ngày 1 tháng 4, ngày nói dối. Theo iBiz tìm hiểu thì rất khó để huấn luyện viên Park trở lại bởi hiện thì không có một tin nào về việc này và nam huấn luyện viên thì chưa muốn trở lại cầm quân. Còn Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng khó có thể gửi lời mời đến nhà cầm quân người Hàn này. Nếu ai yêu thích bóng đá Việt chắc hẳn sẽ dành một tình cảm to lớn cho huấn luyện viên Park Hang-seo bởi những gì ông đã làm được. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có thể nghe được tin tức tốt liên quan tới vị huấn luyện viên này. Song Joong Ki chứng minh không hết thời như lời đồn. Ngay khi có tin Song Joong Ki sẽ trở thành khách mời đặc biệt ở tập 8 dự án truyền hình đình đám Nữ Hoàng Nước Mắt, loạt tranh cãi đã nổ ra, đặc biệt là việc nhiều người cho rằng anh chàng đã hết thời. Không nói nhiều, nam tài tử đã chứng minh sức nóng của bản thân chỉ với 4 phút xuất hiện. Theo Nielsen Korea, tập 8 của phim đạt rating lên đến là 16,1% trên toàn quốc, cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, ngay khi Song Joong Ki xuất hiện thì rating phim ghi nhận theo thời gian thực tăng chóng mặt. Still cut của nam diễn viên cũng xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, báo đài, hot shot các nền tảng. Vai diễn của Song Joong Ki là luật sư mafia mang tên là Vincenzo. Vai diễn gợi nhớ đến siêu phẩm truyền hình Vincenzo mà anh cũng từng tham gia. Song Joong Ki lộ diện để hỗ trợ cho thân chủ là Hong Hae In, Kim Ji Won thủ vai. Được biết là cô đang tranh chấp ly hôn với Huyên U, Kim So-hyun đảm nhận. Bạn nghĩ sao trước màn chứng minh không cần phải nói nhiều này của Song Joong Ki? Trịnh Sảng bất ngờ tái xuất làng giải trí. Xinh đẹp tài năng, song Trịnh Sảng đã trượt dài bởi ồn ào trốn thuế và những vấn đề đời tư. Thậm chí gần đây như iBiz đưa tin thì cô nàng còn bị chủ nợ qua tới Mỹ tìm gặp. Vậy mà mới đây, cõi mạng lại bất ngờ lan truyền thông tin Trịnh Sảng tái xuất. Thì ra thì vào ngày cá tháng 4 thì trạm tỷ Be Jinson đã đăng tải loạt ảnh của nữ chính yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Trong loạt này, Trịnh Sảng đã khoe được nhan sắc xinh đẹp cùng đường nét thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Bộ trang phục tối màu cùng với lối trang điểm lại càng tôn lên làn da trắng như phát sáng của cô nàng. Nhan sắc này của Trịnh Sảng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Nếu không vướng nào kia thì có lẽ giờ đây Trịnh Sảng vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng công chúng luôn nè. Còn bạn thì bạn thấy sao?